Thế này chụp mất tiền đấy. Nhưng mà thằng này đặc biệt nó có cái pha của nó sẽ này là cố thằng này. Đây, pha nó có cái này. Pha nó có cái tầm vàng này. Đúng rồi. Đấy, tầm vàng chạy theo luôn. Như bình thường em cái bi rẻ nhá, cái này nó chỉ là làm màu thôi nhá, không có thật. Nhưng cái này của em là nó còn có. Nó mở màng, cái màng chọc nó mở như của anh kia nhá. Nhưng mà nó có cái pha này mở lên này. Cái tầm vàng đây là cái tầm vàng. Đây còn pha lên này. Thế bình thường là nó có như này à? Pha không như này. Anh mở pha lên, giá pha lên. Bye.